Xin chào các bạn, mình đang có trên tay là một mẫu ốp lưng dành cho Samsung Galaxy S8. Đây là một sản phẩm chính hãng của Nikin, chiếc ốp lưng Nikin Fiber. Một chiếc ốp lưng khá là độc đáo với mặt lưng được làm từ sợi carbon, khá là nhẹ và khả năng bảo vệ cũng rất là tốt. Mặt sau lưng thì chúng ta có tem 3D chứng nhận sản phẩm chính hãng. Sản phẩm này thì có một màu duy nhất là màu đen. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp để giới thiệu đến các bạn chi tiết về chiếc ốp lưng này. Cái điểm nổi bật và khác biệt nhất của chiếc ốp lưng này là nằm ở cái mặt sau lưng của nó. Nó khác với hầu hết những mẫu ốp lưng khác có mặt ở trên thị trường. Mặt sau lưng được làm từ sợi carbon siêu bền. Mà như Nikkei thông báo thì sản phẩm này có độ mỏng như lưới và độ bền như sắt thép, khả năng chống bám vân tay, chống bám mồ hôi và rất là khó rách đối với cái chất liệu như thế này. Thiết kế nó cũng rất là mỏng, chỉ khoảng tầm 0.8-0.9mm mà thôi. Các viền thì cực kỳ mảnh để mình có thể sử dụng bấm các phím bên cạnh nó dễ dàng hơn. Đồng thời khả năng bảo vệ 360 độ. Chất liệu nhựa khá là mềm mại để mình có thể dễ dàng tháo lắp mà không lo bị xước xát cái thân máy của mình. Khi lắp thì rất là dễ dàng, các bạn bấm từng góc vào lại. Đó, và như các bạn thấy ở đây, mặt lưng của nó khá là khác, khá là độc. Phần camera tất nhiên là được bảo vệ rồi, các cạnh viền, các phím bấm được bấm nó dễ dàng hơn. Với mẫu ốp lưng này thì các bạn có thể sử dụng với miếng dán full của Samsung mà không phải cắt bỏ đi, rất là vừa vặn. Còn nếu với kính cường lực thì mình cũng chưa test trực tiếp qua, nhưng mà nghe phản hồi lại thì vẫn có thể sử dụng được với kính cường lực. Kiểu dáng nó rất là mỏng và cầm trên tay nó rất là bám tay, đỡ bị trơn, đỡ bị trượt. Và như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn chiếc ốp lưng Fiber dành cho S8. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!